Vậy là đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ mình Tổ Quốc. Hôm nay em tiếp tục lên cho em một clip gồm 15.000 câu nha em. 15.000 câu này, 15.000 câu hết chi. Chuyên cho anh em câu hành chắp, câu tôm, câu cảm giác. Thì em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng cứ thanh toán với hàng lỗi mà không trong clip em lên á thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Đến đây cái thứ nhất cho người tham khảo. Cây cần thứ nhất là một cây cần của hàng Tika nha anh em. Cây này thì chất liệu carbon, hàng Tika Win. Cây này dài 1m8, cứng 15. Hàng còn rất là mới nha anh em. Nó ngoại hình còn khá là ok. Thì chất liệu là chất liệu carbon, fan là fan thường, bass là bass thường luôn nha anh em. Fan thường. Fan hãng, bass hãng anh em. Tất cả keo chỉ còn đi chỉ rất là ok nha anh em. Càng rất là đẹp. Cây này là cây của như là cây này của China xuất Nhật nha anh em. Đó. Cây này thì đảm bảo với anh em 100% em lấy từ thị trường Nhật về. Tất cả chỉ đều rất là ok nha. Chất liệu thì là chất liệu carbon. Cây này nặng là 110g, đọt là 1 ly, độ cứng là 15 nha anh em. Cây này thì chia anh em con tôm này, con tôm, con hành, con cháp. Đọt khá là dịu nha anh em. Để em nhúng cho anh em xem. Đó. Dù cần cũng còn rất là đẹp nha. Fan đi chỉ rất là ok. Rồi, giá công khai cái thứ nhất nha anh em. Giá công khai cái thứ nhất là 400k cộng ship nha anh em. 400k cộng ship. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 là một cây Luwin. Cây này thì chất liệu là chất liệu carbon nha anh em. Hàng carbon sắn chìm á. Đây. Anh em có thấy ngoại hình còn thì còn rất là đẹp nha anh em. Ngoại hình còn rất là đẹp. Cây này thì nó mắc cỡ mắc đọt cỡ 2 phần nha anh em. Bị mắc đọt. Cây này dài 1m8, bị mắc đọt rồi. Điểm bát là bát Fuji, fan là fan Fuji nha anh em. Bát Fuji, fan Fuji. Cây này thì dài 1m8, mắc đọt thì em đo bằng thước thì nó ra là 1m78 nha anh em. Đó. Nặng thì 200, nặng thì 900g. Đọt là 1.1, độ cứng ra tầm khoảng 15 nha anh em, 10-15. Khá là dịu á. Cây này dịu là chi câu tôm, câu chép con. Tôm hành nha anh em, câu tôm, câu hành, câu tráp. Rất là dịu nha. Bass thì là bass Fuji. Bass Fuji Japan, carbon, carbon căn sắn chìm nha anh em. Carbon sắn chìm. Hachi thì sẽ là 100% đọt, nó sẽ là đọt tháp nha anh em, đọt tháp sợi thủy tinh. Độ dịu nó rất là cao nha anh em. Độ dịu và độ nảy rất là cao. Ngoại hình cái này thì còn khá là ok nha anh em. Nên nét cho anh em xem. Rồi, giá công khai nha anh em. Giá công khai cái này 450k cộng ship nha. 450k cộng ship. Gần còn rất là đẹp nha anh em. Fan thì ok hết nha. Fan Fuji nha anh em. Đó, rất là bền. Chỉ thì ok. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một cây cần của Mamiya. Đợt trước em cũng bán một số 3-4 cây vậy đó, 3-4 cây cần 3 khúc. Thì cây này sẽ là một cây Hachi Mamiya. Cây này của China xuất Nhật nha anh em, mã code đầy đủ nha. Đó. Tên thương hiệu mã code đầy đủ. Thì hàng đã xuất qua thị trường Nhật thì nó đã có kiểm định hết rồi, anh em yên tâm, đánh thoải mái. Cây này thì dài 2m1, cứng 10. Bass là bass Japan nha anh em, bass Japan Fuji. Có ốp miếng nhựa trong đây, nó sẽ chống chèm máy với cái máy nó rất là cứng nha anh em. Fan vẫn là fan Fuji nha anh em, fan Fuji. Đây, đóng chữ Fuji nha. Tất cả các fan đều ok hết nha mọi người. Đó, fan ok hết. Ngoại hình thì còn khá là bóng á. Bóng đẹp luôn á. Cán là cán máy chèo. Đó. Cán gỗ còn rất là mới nha anh em. Đây, fan nó đây. Đó, dàn fan nó cực kỳ dày nha anh em. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon nha anh em.
đậu cứng mừ thì đậu dịu nó rất là ok. Đó, đánh tôm, đánh hành, đánh chóp thì rất là ok cho anh em. Dạng đánh cảm giác á. Mấy cây này thì em vẫn lấy mấy cây này em đi câu cá trắng, câu cá trắng rất là phê nha anh em. 2m1 cứng mừ. Nặng là 120g, đọt là 1 ly, 1 ly 1 nha anh em. Đó. Cần còn rất là đẹp nha anh em. Mấy cái này câu cá trắng thì còn khỏi cần gì bằng nữa. Đó, câu cá trắng đang là mùa cá he hoàng ở trong miền Tây. Đó, lấy cây này đánh thì rất là ok nha anh em. Rồi, giá công khai cây số 3, giá là 450k cộng ship nha anh em. Đó, cần còn rất là mới nha. Kim tiếng bóng bóng luôn nè. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây hàng của Tika nha anh em, Kita Green. Đó, cây này thì em lấy từ thị trường nội địa Nhật về. Bu là bu chống sắn, bu Fuji nha anh em. Hàng thì hàng chất liệu carbon nguyên cây nha anh em. Hàng chất liệu carbon nguyên cây. Đây anh em có thấy nó sắn. Sắn từ tới tới ngọn nha. Bát là bát thẳng nha anh em, bát thẳng. Càng là càng cán ba khúc, cán dạng đời cao anh em. Đây, rất là đẹp nha anh em. Phen này phen Fuji. Cái này còn rất là đẹp. Ngoại hình còn khá là ok. Sứ sắc ít thôi. Cây này thì cứng 30, dài 1m8. Cứng 30, dài 1m8, nặng là 120g, đọt là 1.8 nha anh em. Đọt ly 8 cứng 30. Bu là bu chống sắn luôn, bu nguyên hãng nha anh em, bu Fuji. Cái bu này anh em đi mua ở ngoài thì có tầm khoảng trăm mấy rồi, trăm mấy 200 rồi. Đó, hốt cái càng về, được nguyên bộ phen, cái bu luôn. Thấy không, đồ diệu nó đây, em test cho anh em xem. Rất là búng nha anh em. Vì cái này là carbon nguyên cây nha. Anh em câu bè, câu ghe thì đánh cái này rất là ok. Đánh cha, đánh chép, đó, đánh tôm. Rất là đã nha anh em. Rồi, giá công khai nha anh em mọi người. Giá công khai cây này là giá sẽ là 500k cộng ship. Đó, cây số 4. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 thì những clip trước em cũng có lên, nhưng hôm nay lên lại nha anh em. Giảm giá luôn. Cây số 5 là cây Alpha Taco. Alpha Taco. Chất liệu là chất liệu carbon. Cây này cứng 25, dài 1m95 nha anh em. Đó, cứng 25, dài 1m95. Cây này ngoại hình còn rất là ok nha anh em. Hàng thì hàng chất liệu carbon sắn nha anh em. Phen là phen Fuji, bu là bu Fuji môi chè. Đá rất là dày nha anh em. Cây này thì bát sẽ hỗ bát là bát Fuji da ben. Alpha Taco càng còn rất là mới nha mọi người, ngoại hình khá là ok á. Soi kỹ cho anh em xem. Đọt thì là đọt thấp. Phen là phen Fuji, bát Fuji. Cái này nặng là 120g, đọt là 1.3, cứng 25. Đó, giá là 650k nha anh em. Đó, cây một cây hai chi. Rất là ok nha. Đây, dàn phen nó rất là ok. Cái này thì nó sẽ quéo cái đầu thôi nha anh em. Đó, rất là nhạy cá nha. Nhảy cái đầu thôi. Cái này tôm nó mổ cái là biết liền. Tôm hành chắp ăn là biết liền. Rồi, giá công khai cây nha mọi người. Giá công khai là 650k. Cây số 650k, cây số 5 nha anh em. Đó, còn rất là đẹp nha. Alpha Taco. Thương hiệu nội địa Nhật nha. Tiếp theo sẽ là một cây nghệ nhân nha anh em. Cây số 6, một cây nghệ nhân nha anh em, cây Hachi hay nghệ nhân. Cây này thì chất liệu là chất liệu carbon. Anh em có thể. Chất liệu carbon. Gốc thì anh em được mấy anh Nhật làm lại bằng gốc trúc nha anh em, gốc trúc. Rất là ok nha anh em. Đó, cầm vô thì rất là sướng tay nhé. Gốc là gốc trúc. Đây, phần trên đây là hàng carbon nha anh em.
Cây này là một cây Hachi Carbon giả trúc nha anh em. Đó, được nghệ nhân làm. Còn khá là đẹp anh em. Độ xước sát nó rất là ít thôi. Phen nó đây. Buộc luôn đây. Phen Fuji hết nha anh em, phen Fuji hết, phen Fuji đá xám khói. Cây này thì về nguyên zin sao thì em cũng để vậy thôi. Đó. Được sơn giả trúc rất là đẹp nha mọi người. Đó, sơn giả trúc rất là đẹp. Nội địa nha anh em, cái này nội địa chắc này. Rất là đẹp luôn. Góc cũng rất là đẹp. Góc trúc nha anh em. Cái này thì em đo là dài là 2m05, nặng 130g. À, đọt là 1 ly, cứng nó ra tầm khoảng cứng 8 mừng nha anh em. Cứng tầm khoảng 8 mừng. Rất là dịu nha anh em. Đọt nó sẽ là đọt tháp. Đó, như em đã nói. Rất là dịu nha anh em, đọt tháp. Anh em có thể đánh nó công chữ C nè. Cây này chuyên cho anh em câu tráp hành nha. Phần cán nó rất là đẹp. À, giá công khai cây số 6 giá là 650k nha anh em. À, cây số 6 650k, phen cũng rất là ok nha anh em. Phen khá là dày. Tiếp theo sẽ là cây số 7. À, cây số 7 em lên cho mọi người là một cây hàng của NFT. Carbon sẵn nguyên cây nha anh em, sẵn từ A đến Z luôn. À, đọt là đọt đặc. Anh em có thể thấy phen là phen Fuji, bass là bass Fuji. Cây này 2m1 nha anh em, NFT, thương hiệu nội địa Nhật. Cây này được mấy anh Nhật quấn cái gốc rất là ok nha anh em, quấn cái gốc rất là kỹ xảo luôn. Này, sorry gốc cho mọi người xem. Gốc quấn cực kỳ đẹp nha anh em. Bass là bass Fuji. Khỏi bàn. Vẫn cái gốc là ăn tiền cái gốc liền. Cực kỳ đẹp cái gốc nha anh em. Thì cái này sẽ dài 2m1. 2m1 nặng là 120g. Đọt là xong 0.7 ly. Độ cứng là tầm khoảng 10-15 nha anh em. Độ cứng 10-15. Khá là dịu nha. Vẫn là hàng chiên nha anh em, câu hành cáp, câu tôm, câu cá trắng. Đó. Rồi, giá công khai là 800k anh em. Cây số 7 giá tao không khai 800k. Đó. Cây còn rất là đẹp nha anh em. Tất cả đều ok hết. Bon sẵn toàn thân. Bô ok nha anh em, hàng nguyên zin. Rồi, giá công khai là 800k nha anh em, cộng xếp nha. Đó. Cây số 7. Tiếp theo sẽ là cây số 8. À, cây số 8 là một cây hàng của Suzumi nha anh em. Hàng Suzumi, hàng nội địa Nhật nha. Ở lọc, Suzumi hàng của Korea nha anh em. Đó. Một cây Suzumi hàng Korea. Cây này thì chất liệu là chất liệu carbon. Bass là bass Fuji, Japan. Đó, fan là fan Fuji nha anh em. Phen này là phen cao nha anh em, dạng phen của cần lúa. Nhưng mà cây này là cây Hachi. Đó. Mấy cây này thì anh em có thể đánh lô cũng được, đánh lô lời cũng rất là ok nha anh em. Vì phen nó làm thưa, làm cao lên, ra dây rất là ok nha. Đó. Cây này cứng, nếu cứng thì so với cần lúa nó sẽ gờ tầm khoảng ngu lờ. Chia cho anh em lô cảm giác, lô suối. Cây này cầm lô cũng rất là ok nha mọi người. Phen nó đây, phen nó rất là bự nha nè. Cái này thì cứng 15, dài 1m8, nặng 120g, đọt 0.9 ly. Bass là bass Fuji, phen Fuji. Ngoại hình còn rất là ok nha mọi người. Độ xước hình như là ít, rất là ít luôn. Hàng này thì hàng nguyên zin, không độ chế gì hết.
Tsuyumi. Rất là đẹp mọi người, nó sơn cái góc kim tuyến nè, chiếu 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 đã. Rồi, giá công khai cây số 8, giá là 750k nha mọi người. Đó. Để chỉnh cái máy đi. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 vẫn là cây Hachi, Hachi phen cao nha mọi người. Cây này thì độc nó khá là mảnh đó. Báo tà bát thu xiên nha. Em soi từ gốc tới ngọn cho anh em xem. Mấy cây này thì đánh tôm thì còn mặn nè. Đánh tôm, cá trắng, câu hành, câu cháp. Ăn còn rất là đẹp nha mọi người. Cái này thì chất liệu là chất liệu carbon, carbon tiết khoảng cái bàn. Đó. Cái này hàng của Ryobi, cứng 8, dài 2m1. Đó, cây này mới Korea nha mọi người, mới Korea, hàng của Hàn Quốc. Sở hữu dàn phen vẫn là dàn phen dạng của cần lô nha mọi người, dàn phen cao á. Cây này hàng lua thì anh em có thể đánh gấp lua cũng được, đánh lua cảm giác. Phen vẫn là phen Fuji nha mọi người, phen Fuji, nguyên dàn phen luôn, rất là đẹp. Ngoại hình cây này cũng còn khá là ok nha mọi người. Đó. Độ xước xác rất là ít thôi. Bát Fuji. Cây này nặng là 120g, đọt 0.8 ly, giá là 750k nha anh em. Đó, đây, tép đầu cong cho anh em xem. Cong có thể cong hình chữ C nha mọi người. Đó. Cây này thì anh em có thể câu hành chắp, câu tôm. Sắp đi lùa suối cũng được, lùa suối cũng rất là ok nha mọi người. Rồi, giá công khai là 750k nha mọi người, cái số 9 rất là đẹp nha. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 10. Cây số 10 là một cây hàng hệ nha mọi người. Cây số 10 là một cây hàng hệ, hàng carbon Viking. Cái này thì sáng ít này, sáng ít khỏi bàn, carbon sáng ít. Phen vẫn là phen cao nha mọi người, phen dạng phen hai chân á, phen cho phen lua. Đó. Nhưng mà là sẽ cần này là cần hai chi, cần chi cho em đánh tôm, đánh cháp, đánh hành thôi, cầu cảm giác. Thì phen cao này thì em đã nói, sách đi lua suối cũng được, rất là ok nha mọi người. Lua suối, lua gô phi. Cây này thì chất liệu là carbon hay da, sản xuất tại Taiwan. Đó. Hàng carbon sáng nhất, còn rất là mới nha mọi người. Bát là bát Fuji, phen Fuji, cứng 5, dài 2m1, nặng 110g, đọt 0.7 ly. Đó. Đọt 0.7 ly, nặng 210g. Càng còn rất là đẹp nha. Nên em có thể nhìn bộ phen, rất là ok nha. Không có chê vào đâu được, 2m1, cứng 5 thôi. Cây này cứng thì nó sẽ hơn như cây đa một tí thôi. Đó. Rất là cảm giác, rất là nhảy cá luôn. Đó. Sẽ công tới phần này luôn anh nè. Rất là ok, rất là đẹp nha. Hàng là hàng của đây qua. Đó. Cây này sẽ xuất thị trường Nhật nha anh em. Đó. Rất là đẹp. Chiếu chiếu chiếu. Rồi, cây này giá công khai là 1.2 triệu nha mọi người. Cây số 10 giá 1.2 triệu. Rồi, tiếp theo sẽ là những cây hàng nội địa đây. Cây này là một cây hàng của Nissin nha mọi người. Cây số 11. Cây số 11 là một cây hàng của Nissin. Cây này dài 2m1. Và đây em soi cho mọi người xem. Cây 2m1 nha mọi người. Cây này dài 2m1, độ cứng tầm khoảng 20-30 nha. Đây, cây này anh em có thể đánh tra trên bè, dạng đánh tra cảm giác á, rất là ok nha. Cộng đây. Bát sẽ là bát Fuji, bát Fuji Japan. Càng rất là đẹp nha anh em. Đọt vẫn là đọt thấp. Phen là phen Fuji luôn.
góc sẽ làm nó làm sần sần á, cho anh em cầm khỏi cái chân trượt tay nha mọi người. Đó. Hàng thì vẫn có xước sát nhỏ thôi, ít thôi, đó, dạng xước râm. Cây này nặng 130g, đọt 1 ly 5, độ cứng tầm khoảng 20-30. Đó. Giá công khai là 800k mọi người. Cái này chuẩn nội địa luôn á, chuẩn nội địa cho anh em đánh cha, đánh cảm giác luôn á. Phen rất là ok nha, nhìn bộ phen cực kỳ ngầu luôn á. Rồi, giá 800k nha mọi người, cây số 11. Tiếp theo sẽ là cây số 12. Đây, cây số 12 là một cây của Nissin. Đó, cây nội địa Nhật nha mọi người. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji. Dài 2m1, cứng 3, 20-30. Cây này thì có sức li ti một ít nha anh em. Đây, ở đây cũng vậy. Đó. Xước thì nó xước thôi. Cán này, cán nó sẽ làm sẵn sàng lên. Đó. Bát là bát Fuji. Phen rất là đẹp nha anh em, đi phen rất là đều. Đó, đi phen nó dạng đi phen dày á, rất là dày luôn. Đó, cho tải lực cây cần nó tăng lên. Rồi, cây này vẫn là nặng 150g, đọt 1 ly 3, độ cứng tầm khoảng 20-30 nha anh em. Đó, giá công khai vẫn là 800k. Một cây Nissin nội địa Nhật. Rất là đẹp. Tiếp theo sẽ là một cây hàng hệ cực kỳ hiếm. Cây này họ đó giờ em về được 3 cây. Thì đã bay hết 3 cây. Cây này là một cây đai hoa nha anh em, cây đai hoa nội địa. Đó. Hàng đai hoa. Bát là bát titanium. Đó, bát titanium. Bát cực kỳ ngầu luôn. Dạng đời cao. Phôi sẽ là phôi sắn ít thay da. Cây này thì là một cây đai hoa carbon wicker. 2 đọt dài 2m1. Cần còn khá là đẹp nha anh em. Khá là đẹp, phen là phen Fuji. Bát là bát titanium. Carbon wicker, nội địa Nhật nha anh em. Hàng carbon sắn ít. Đây, phen cực kỳ ngầu nha anh em. Cái này thì 2 đọt nha anh em, 2 đọt nguyên zin thì có 1 đọt họ thay phen. Thay phen đầu bu nha anh em, thay cái bu. Độ dài thì vẫn như cũ nha anh em. Đây, về thay cái bu. Cái đọt này được thay một cái bu chống sắn của Fuji Xích nha anh em. Đó, bu cực kỳ ngầu luôn. Xích khói. Đó, cái bu này mà sách cho mua ra tầm khoảng 100 mấy 200 này. Không biết có hàng để thay không nữa. Ngoại hình cái này còn rất là ok nè, ngoại hình ra tầm 90-93%. Carbon sắn ít thế này thì khỏi bàn. Cây này thì dài 2m1, nặng 110g. Đọt là 2 đọt, 1 đọt cứng 5-10 là 0.8 ly. 1 đọt cứng 10-15 là 1 ly nha anh em. Đó. Cây này giá công khai 1.4 triệu nha anh em. Giá công khai 1.4 triệu. Đó. Cực kỳ ngầu nha anh em. Rồi, nội địa. Cây tiếp theo sẽ là cây số... cây số mấy ta? Cây số 14. Cây số 14 là một cây hàng của Olympic, nội địa Nhật nha anh em. Cây này thì cây này 2 đọt, nó sắn từ A đến Z luôn. Anh em có thể nó sắn. Hàng Olympic nha anh em, nội địa Nhật. Cây này thì có một phen em đi keo lại. Đây, phen này. Đó, đi keo lại nha anh em. Cái này là cây 2m1 2 đọt. Đó, 2m1 2 đọt. Phen là phen Fuji, bát là bát Fuji. Cực kỳ đẹp nha mọi người. À, 2m1 nặng là 150g. Đọt là 1 ly 2 thì cứng 10 cứng 15 20. Đọt 1 ly 6 là cứng 20-30 nha anh em. Đó, 2 đọt cực kỳ ok. Thì có một phen em đi keo lại thì em nói đi keo lại thôi. Đó. Phen cực kỳ ok nha anh em. Phen nó khá là dày á.
Dạng này cũng chia cho anh em mấy câu tra rồi, câu tra cũng được, độ cứng 20-30 là đánh tra cũng ok rồi, đánh tra dạng đánh tra cảm giác, đánh tra đánh chắp đánh thanh rất là ok. Rồi giá công khai cây số 14 giá là 1.750k cho anh em. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 15, một cây hai chi hàng đại qua nha anh em. Cây số 15 là cây hai chi đại qua. Phen là dạng phen mà Fuji nha anh em, Fuji lõi xít rất là bóng luôn. Bóng mà đẹp nữa. Đây nó có xuất sắc đi tiên nha anh em. Cái này thì dài 2m4, nặng là 130g. Đọt là 1 ly 2, độ cứng ra tầm khoảng 15-20 nha nè. Độ cứng tầm khoảng 10-15 thôi nè. Đó, cộng này, nó cộng hình chữ C luôn. Nó cộng tới cái phen dàn phen nói luôn. Đó, bát là bát Fuji nha nè, bát Fuji Japan. Cái này được sản xuất tại Taiwan nha nè, Taiwan xuất thị trường nội địa Nhật. Phôi HX. Cái phôi này thì một số anh em nói nó độ nảy rất là cao nha anh em, độ nảy lên rất là cao. Đó. Cây này nặng 130g, đọt 1 ly 2, cứng gơ tầm khoảng 10-15 thôi. Ngoại hình khá là ok nha anh em. Phen là phen Fuji lõi xít, bát là bát Fuji. Hàng là hàng của đây qua. Rồi, giá công khai là 900k nha mọi người. Cây số 15, giá công khai là 900k. Rồi, đó là tổng cộng 15 cây cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em mừng cây nào có thể chốt, để lại số điện thoại, em có thể tự động liên hệ với anh em. Rồi, cảm ơn anh em.